Kia có xiên trước kìa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê. Mình là Amin Kha đây, và hôm nay thì mình đang trên tay cái chiếc Oppo Reno 5 5G. Mức giá của chiếc máy này thì nó sẽ dao động tầm khoảng là trên dưới 10 triệu sau khi đã trừ qua. Và trước khi đi vào chi tiết video thì những bạn nào đang quan tâm về cái chiếc Oppo Reno 5 5G này có thể kích vào đường link phía dưới mô tả của video. Hiện tại Hoàng Hà Mobile là một trong những đơn vị đầu tiên cũng như là một trong những đơn vị cho ra một cái mức giá bán hợp lý nhất, rẻ nhất cho cái chiếc máy này tại Việt Nam. Thì thông tin chi tiết nó như thế nào các bạn cứ kích vào đường link phía bên dưới mô tả video để tham khảo nhé. Và với cái chiếc máy này chúng ta sẽ có là một con chip Snapdragon 765G và điểm số AnTuTu bây giờ mình sẽ show cho bạn xem này. Với điểm số này thì nó sẽ xếp tương đương so với lại con chip Snapdragon 835. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là cái việc mà con chip Snapdragon 765 nó hơn ấy, đó chính là về cái phần nhiệt độ. Nó tốt hơn và nó ổn định hơn so với lại cái con chip Snapdragon 835. Mặc dù là có chung xung nhịp nhưng mà nhìn chung thì cái con chip Snapdragon 765G này nó được cải thiện hơn rất nhiều so với Snapdragon 835 trước đây. Rồi, đó là về mặt điểm số. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết video luôn các bạn nhé. Với chiếc Snapdragon 765G thì mình sẽ chơi ở mức đồ họa là mượt, khử răng cưa và 60fps các bạn nhé. Cái này là không có gì phải sợ rồi. FPS đôi lúc nó drop xuống 48 kìa. Nhưng mà nó chỉ nhảy một cái như thế thôi, không có ảnh hưởng đến trải nghiệm của chúng ta đâu. Tại vì nói gì thì nói, với một cái chiếc máy như thế này thì cái mức cấu hình này nó cũng không phải là một cái mức cấu hình quá là thoải mái để chúng ta có thể chơi được mượt cái mức cấu hình này, mức đồ họa này. Cơ bản là đối với lại Oppo thì họ đi theo cái thiên hướng là vẹn toàn. Đó, đều là kiểu vừa thương hiệu này, vừa màn hình, vừa camera các thứ này kia. Nên là đôi khi là xét về cái phân khúc thì không thể nào so sánh với lại những chiếc máy đến từ Xiaomi hay là Realme được. Điều này là chắc chắn rồi. Tại vì họ còn tập trung về cái thương hiệu nhiều, marketing nhiều các thứ này kia nữa. Và xét trên mặt bằng chung thì với những thiết bị Oppo chúng ta sẽ có một cái thiết kế đẹp, đẹp hơn rõ rệt và cái mức độ hoàn thiện nó cũng chuẩn flagship hơn. Với lại cái chiếc máy mà Oppo Reno 5 5G này thì không có gì để chê rồi, về kể cả là chất liệu hoàn thiện, về kể cả là thiết kế. Mặc dù là đối với lại cái chiếc Reno 5 tầm khoảng 7 triệu rưỡi là nó đã có được cái gọi là cái thiết kế như thế này rồi. Tuy nhiên thì lên đến đời 5G thì chúng ta sẽ có là một cái dạng màu nó xịn sò hơn, nó có phủ lớp kim tuyến lấp lánh nữa. Đó thì cũng là điểm mà mình thấy là nó hơn và cầm nó cũng sẽ đầm tay hơn các bạn nhé. Con này nó sẽ nặng hơn so với lại cái phiên bản Reno 5 4G đó. Ui bắn gắt thế, mình mới có cái khẩu lục thôi. Bình tĩnh nào anh ơi. Chuyện đâu còn có đó chứ. Thôi xong rồi, lục ở đâu ra mà nhiều thế này. Game này mà chơi theo kiểu hòa bình thì mình sẽ là thằng mà buôn súng lục số 1 Việt Nam luôn đấy. Bot. Cái gì đây? Từ nha. Ui. Đây anh đến cứu. Anh cứu. Sao nó lộng hành thế nha. Thế nè. Số 4 là ở một cái chân trời rất xa rồi. Trời ơi, loa đơn. Ui, ấn nhầm nữa chứ. Hay lắm. What? Thằng này nó đứng nó thủ. Được, vui này. Đứng nó thủ à. Đấu trí các bạn à. Chạy qua nhà kia có cơ hội không ta? Bây giờ mà đi lên thì liều quá, từ từ. Hai bạn kia vẫn đang xem mình. Xem mình trả thù. Buồn cười. Liều luôn chứ còn gì nữa. Rồi ôi, quá ngon luôn anh ơi, sợ hở. Cái thằng Ấn Độ này, mày phải trả giá thôi.
cây thôi rồi. Lút hết rồi. Ok. Nói chung anh em mình cũng yên tâm nơi chiến suối rồi chứ gì nữa nha. À, quá ngon luôn. Trải nghiệm em nay cũng đã được 10 phút rồi thì mình xem nhiệt độ thử này. Nhiệt độ phòng bây giờ đang 26 độ các bạn nhé. Đây là một cái nhiệt độ khá cao đó. Nhưng mà chung quy lại thì con này nó chỉ dao động tầm khoảng là 38 độ C thôi. 39 độ này. À, 39 độ là cục. Này thì nó cũng chưa phải gọi là nóng lắm đâu. Đợi thêm một tí nữa. Đối với lại phiên bản 5G này thì chúng ta sẽ có là một cái trọng lượng cầm nó đầm tay hơn, nó chắc hơn so với lại cái phiên bản 4G. Thì đây cũng là một điều mà mình thấy rằng khi mà mình cầm trên tay mình sẽ thấy được cái sự sang trọng của nó. Và điểm mà mình tiếc nhất thì vẫn là cái chiếc loa đơn của cái Oppo Reno 5 này. Giá như mà nó được trang bị loa kém nữa thì thôi mình cũng không có gì phàn nàn. Tại vì như mình đã nói đầu video ấy, thì xét thêm một cái sản phẩm mà đến từ Oppo thì nó phải được xét theo cái phân khúc giá khác. Đó, định giá theo một cái phân khúc nó cao hơn so với lại những cái hãng như là Xiaomi và Realme. Bạn sẽ thấy là về cái mức độ marketing cũng như thương hiệu thì chắc chắn Oppo tại thị trường Việt Nam là ăn đứt rồi. Nên thành ra là khi mà chúng ta cân đo đong đếm một sản phẩm ấy, thì nó còn có nhiều cái yếu tố mà kiểu vô hình nữa. Thương hiệu các thứ này kia. Kìa có xiềng trước kìa. Thôi xong rồi, mình biết là mình sấy bị fail mà. Ui, cái gì đó? Ba thằng ở đây à? Ui. Bắt ra các. Nằm xuống. Ui. Xiềng đấy, bót đâu ra vậy? Ui, trước sau nó cong luôn à. Khó thật. Ok, và như vậy mình đã vào game rồi các bạn nhé. Lâu lắm rồi mình mới chơi Na các bạn mà không hiểu sao tại sao là mình vào game là nó có cái skin Na hỏa ngục như thế này. Không biết là có cái sự kiện gì không. Tại vì cơ bản lâu lắm mình cũng không chơi Liên Quân cho nên mình cũng không theo dõi. Ok, có cái là nó giúp cho mình có cái cảm hứng lại. Đó. Chơi với Na. Màn hình con này là đúng chuẩn rồi, không có gì để chê cả. Cỏ nó cứ úa như thế này này. Zero Nine. Lần này bị sao đây? Trời ơi, mạo hiểm thế bạn ơi. Đối với tựa game Liên Quân Mobile thì cũng không có gì để chê rồi. Tầm này thì những bạn nào mà không có quá nhiều cái yêu cầu khắt khe về hiệu năng ấy, về chơi Liên Quân hay là Liên Minh đều rất là thoải mái. Khó chị bạn ơi.
lâu rồi không chơi nên cảm giác bào nhìn nó ghép với máy vậy các bạn à. Thế thôi quên luôn đi. Về cơ bản thì mình thấy rằng là nhiệt độ trên con này thì nó rất là mát thôi. Nhiệt độ phòng bây giờ là 26 độ 5 rồi. Nhưng mà nhìn chung thì nó chỉ dừng lại là tầm khoảng 39-40 độ. Cầm trên tay thì mình thấy nó bình thường, nó không có hiện tượng quá nhiệt ở đây. Quyên luôn. Tổng kết lại thì mình thấy rằng là với cái chiếc máy này, con chiếc Snapdragon 765G nó có thể giúp cho chúng ta chơi được ở mức đồ họa là 1.6fps của tựa game PUBG Mobile. Đi kèm với đó là chúng ta có thể là chơi rất là thoải mái với những tựa game MOBA đỉnh cao thời điểm hiện tại, bao gồm là Liên Quân Mobile cũng như là Liên Minh Huyền Thoại, cực kỳ là thoải mái luôn. Xét về phần cấu hình thì gần như là không có gì để chê cả. Còn về trải nghiệm cầm nắm thì mình thấy rằng là trên cái phiên bản 5G này nó có một cái trọng lượng nặng hơn so với lại phiên bản 4G, cầm đầm tay hơn, chắc tay hơn. Thiết kế thì nó cũng sẽ có thêm những cái màu sắc rất đẹp như thế này. Đây là điều mà gần như chúng ta không thể nào thấy trên những chiếc máy 7.5 triệu đến từ Oppo Reno 5 đó, mà phải Reno 5 5G các bạn nhé, thì mới có cái màu sắc đẹp như thế này. Đi kèm với đó là màn hình cuốn này thì không có gì để chê cả. Từ trước đến giờ thì mình thấy rằng là Oppo họ luôn làm tốt về cái phần chất lượng hiển thị, nên là kể cả về mặt độ sáng thì nó cũng nằm ở cái ngưỡng là rất tốt rồi. Nhìn chung là nó đủ nhìn với cái phần màn hình mà có hai cái đèn Kino chiếu sáng trực tiếp vào, và đi kèm với đó là cái chất lượng màu sắc nữa, nó rất là kiểu, mặc dù là nó cũng có thiên hướng là hơi rực rỡ nhưng mà nhìn chung là nó vẫn đảm bảo được cho chúng ta là một cái chất lượng nó có thể được xem như là hơi trung tính một tí. Đó, mình vẫn thấy được cái sự rực rỡ trên con này, nhưng mà đây là một cái trải nghiệm cân bằng với lại cái tấm nền AMOLED cho nên mình cũng không thể nào chê được. Đó, và chúng ta sẽ còn có thêm là một cái phần loa, rất tiếc là nó chỉ có loa đơn thôi chứ không phải là loa kép. Giá như có loa kép nữa thì con này phải gọi là thật sự rằng là rất là đáng lựa chọn trong phút giá tầm khoảng là, theo như mình được biết trừ quà đi thì nó dao động tầm khoảng là 10 triệu thôi. Đó, cho cái chiếc máy này. Và các bạn lưu ý một điều, đó chính là chúng ta không nên đưa những cái chiếc máy của Redmi hay là Realme vào để so sánh các bạn nhé. Oppo thì nó thuộc cái phân khúc khác rồi, chúng ta đem ra để so sánh với lại Samsung, chứ còn Realme hoặc là Xiaomi thì nó tội cho cái hãng này lắm. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc Oppo Reno 5 5G này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận cái video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.